Hi! Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã đến với khoa học phát âm tiếng Anh IPA cho người mới Ở bài học này thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta phát âm chuẩn theo quy chuẩn quốc tế Và để mà làm điều đó thì chúng ta sẽ học phát âm tất cả những từ vựng của tiếng Anh dựa trên bảng phiên âm quốc tế IPA Và ở bài này thì thầy sẽ chỉ cho các bạn và cung cấp các bạn, những, cho các bạn những thông tin cần thiết về bảng phiên âm quốc tế IPA này và trong khóa học thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cạn kẽ tất cả những cặp âm mà chúng ta có thể nhầm lẫn với nhau ngoài ra thì thầy cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể nối những âm với nhau để tạo cảm giác mượt mà trôi chảy khi mà chúng ta giao tiếp bằng tiếng anh Alright rồi, và tôi hy vọng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời khi mà chúng ta đồng hành cùng nhau trong khóa học này. Alright. Okay, see you again in the next lesson.